máy VG Healthcare được xây dựng trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đây là nơi có vị trí giao thông thuận tiện, nằm cạnh nút giao Yên Mỹ của tuyến đường cao tốc nối thủ đô Hà Nội với thành phố cảng biển quốc tế Hải Phòng. Được đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2020, với diện tích tổng thể gần 3.000 m2 và công suất thiết kế khi hoàn thiện lên tới 3 triệu khẩu trang y tế mỗi ngày. Nhà máy VG Healthcare là một trong những cơ sở sản xuất khẩu trang chuẩn y tế lớn và hiện đại nhất tại miền Bắc Việt Nam. Nhà máy có cấu tạo gồm 3 khu vực sản xuất với kết cấu phân luồng thông minh nhằm đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và tối ưu sản xuất. Toàn bộ nhà máy VG Healthcare được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn phòng sạch 100.000 là tiêu chuẩn áp dụng cho các cơ sở sản xuất thiết bị y tế trên toàn thế giới. Đặc biệt, phòng thí nghiệm của VG Healthcare được duy trì theo tiêu chuẩn phòng sạch 10.000, tương đương với điều kiện để sản xuất thuốc tiêm vô khuẩn. Để đạt được tiêu chuẩn khắt khe này, toàn bộ diện tích sàn bên trong nhà máy được sơn phủ epoxy. Các khu vực phòng chức năng được ngăn cách bằng hệ thống tấm cách nhiệt panel đồng nhất với các vị trí giáp nối giữa sàn, trần, tường, được bao tròn bằng phụ kiện nhôm chuyên dụng, góp phần làm giảm bụi bám và dễ dàng vệ sinh hàng ngày. Độ sạch luôn được duy trì nhờ hệ thống HVAC, điều hòa và lọc không khí. Toàn bộ không khí trong nhà máy được làm sạch bởi hệ thống chuyên dụng HEPA-H14, HEPA-H13 và G4 với chu kỳ 15 lần một giờ, cho ra chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn phòng sạch 100.000. Tại tất cả các lối ra vào khu vực sản xuất, chúng tôi lắp đặt các buồng thổi bụi bằng khí áp lực cao air shower. Bất kể ai khi vào nhà máy đều phải đi qua air shower để loại bỏ bụi bám trên người hoặc quần áo. Tất cả công nhân của nhà máy VG Healthcare được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ đồng bộ, gồm quần áo bảo hộ, giày, găng tay và khẩu trang. Trước khi vào ca làm việc, công nhân kỹ thuật phải đảm bảo mặc đồ bảo hộ theo đúng quy cách và thực hiện việc rửa tay khử khuẩn, sau đó đi qua air shower nhằm đảm bảo những tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất trong suốt quá trình sản xuất. Nhờ có sự đầu tư bài bản, nghiêm túc và luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định mà nhà máy VG Healthcare đã sớm đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2016 dành cho các nhà máy sản xuất thiết bị y tế trên toàn thế giới. Dự án nhà máy VGH thực sự là một dự án rất khó. Chỉ trong vòng 4 tháng, chúng tôi phải triển khai hàng trăm hạng mục khác nhau và gần như không cho phép dung sai về thời gian. Bệnh dịch làm việc, nhập khẩu các thiết bị về Việt Nam khó khăn hơn và các chuyên gia không thể có mặt tại hiện trường. Hầu như chúng tôi phải làm việc với nhà cung cấp qua các buổi họp trực tuyến, trong khi các tiêu chuẩn được đặt đều ở mức độ rất cao. Đối với VG Healthcare, việc tạo uy tín và xây dựng lòng tin với các khách hàng là mục tiêu chiến lược. Do vậy, dây chuyền sản xuất khẩu trang của VG Healthcare được nhập khẩu mới và đồng bộ 100%. Việc sử dụng những thiết bị và công nghệ mới giảm thiểu được rủi ro về lỗi sản xuất, giúp quá trình sản xuất không bị gián đoạn và đáp ứng các đơn hàng với số lượng lớn và luôn đảm bảo đúng tiến độ. Tất cả những cam kết về công suất, quy trình và chất lượng sản phẩm được hiện thực hóa bằng những đầu tư tương ứng về cơ sở vật chất, máy móc, con người và công tác quản lý. Dây chuyền sản xuất của VG Healthcare được vận hành bởi các kỹ thuật viên có trình độ cao và thành thạo. VG Healthcare thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho công nhân và kỹ thuật viên nhằm nâng cao trình độ và cập nhật những thông tin mới nhất về tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm. Khi nói về khẩu trang y tế, chúng ta biết đến lớp Melclon là lớp kháng khuẩn có chức năng lọc khuẩn, bụi bẩn và các dị vật khác. Trên thị trường hiện nay, đa số khẩu trang y tế không có lớp Melclon hoặc lớp Melclon chỉ có khả năng lọc 90% vi khuẩn. Nhưng lớp Melclon mà VG Healthcare luôn lựa chọn để sử dụng có hiệu suất lọc vi khuẩn trên 99,8%.
Đây là mức cao nhất cho khẩu trang y tế theo tiêu chuẩn Hiệp hội Kiểm nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ ASTM. Chúng tôi chỉ lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất để có thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao. Tất cả các lô nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất đều được gửi đi kiểm tra tại các phòng thí nghiệm danh tiếng, đảm bảo nguyên liệu sản xuất đạt được mọi tiêu chuẩn đã đề ra. Chúng tôi nỗ lực xây dựng và duy trì một quy trình kiểm soát chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm từ khâu sản xuất cho tới khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. VG Healthcare liên tục tiến hành kiểm tra và nhanh chóng loại bỏ các sản phẩm lỗi, cho dù sản phẩm đang ở công đoạn nào. Tất cả các sản phẩm khẩu trang dùng một lần của VG Healthcare đều đạt tiêu chuẩn TCVN 83891/2010, chất lượng tương đương với các sản phẩm lưu hành tại các thị trường khó tính như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng đó, phải kể đến sự đóng góp tích cực về chuyên môn và kinh nghiệm của những chuyên gia hàng đầu từ nhiều nơi trên thế giới, tinh thần làm việc quyết liệt và nhiệt tình của đội ngũ trẻ và sự năng động cũng như các đối tác đã đi cùng VG Healthcare trong suốt nhiều năm. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, có hàm lượng trí tuệ và công nghệ hiện đại. Với VG Healthcare, chúng tôi muốn hiện diện trên thị trường quốc tế như một đối tác đáng tin cậy. Và chúng tôi thường không so sánh mình với các nhà cung cấp khác, tại vì thứ hạng không phải là mục tiêu của chúng tôi. VG Healthcare được xây dựng với mục tiêu trở thành một công ty sản xuất và phân phối thiết bị dịch vụ y tế thế hệ mới. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm ra những giải pháp đột phá, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, VG Healthcare luôn cố gắng để thấu hiểu mong muốn của khách hàng với khát khao trở thành đối tác dài hạn, đáng tin cậy, đồng hành hướng đến thành công trong tương lai. VG Healthcare luôn kiên định với 5 giá trị cốt lõi: tận tâm, cải tiến, liêm chính, bền vững, thấu hiểu. Đây chính là những giá trị làm nên VG Healthcare của ngày hôm nay. Chất lượng sản phẩm là tiêu chí quan trọng hàng đầu mà VG Healthcare luôn hướng đến. Bởi chúng tôi tin rằng người tiêu dùng xứng đáng được sử dụng những sản phẩm chất lượng nhất. Với sứ mệnh trở thành nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ y tế tiên phong, an toàn, hiện đại trong chuỗi cung ứng toàn diện và tiết kiệm chi phí, một nhà máy xanh đáp ứng những tiêu chuẩn tiên tiến của thế kỷ 21 và cho ra những sản phẩm tốt nhất để bảo vệ sức khỏe con người chính là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.